Xin chào các bạn, thì ngày hôm nay là ngày thứ bảy, thì mình rất là vui và hạnh phúc khi được gặp lại tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay á, mình xin chúc cho các bạn có một ngày thứ bảy cuối tuần thật sự là vui, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình thân yêu của các bạn. Thì chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là bốn loại người chắc chắn sẽ thất bại khi làm YouTube kiếm tiền. Và mình mong rằng các bạn rút ra những kinh nghiệm và đừng để mình có mặt trong những số đó, thì giúp cho chúng ta đó sẽ cải thiện được cái cách làm YouTube của chúng ta, giúp cho chúng ta hiểu được đó là khi làm YouTube những thời gian đầu chúng ta cần phải làm cái gì thì kênh chúng ta mới thành công, và tại sao chúng ta làm hoài mà kênh chúng ta không phát triển mặc dù chúng ta làm trước. Hoặc là các bạn làm YouTube lâu rồi, kênh các bạn lớn rồi, kiếm nhiều tiền rồi, bỗng nhiên bây giờ không còn kiếm được tiền nữa, và những lý do nào dẫn đến cái sự thất bại của các bạn. Thì mình phân ra đó chính là bốn loại người để mình chia sẻ cho các bạn trong cái buổi livestream hôm nay, chủ yếu là giúp cho các bạn mà mới bắt đầu làm YouTube, hoặc các bạn đang có kênh lớn rồi, các bạn biết giữ lấy để các bạn không phải đi sai, đi thẳng đến con đường thành công về lâu về dài khi các bạn làm YouTube kiếm tiền trong thời điểm hiện tại này và trong thời gian sắp tới. Thì để mà ngồi đây từ năm 2019 thì mình bắt đầu mình chia sẻ chính thức cho các bạn về cách làm YouTube, và đến thời điểm hiện tại đó chính là năm 2024 mình còn ngồi đây để mình chia sẻ cho các bạn, thì mình rất là vui khi ngồi trước cái camera để chia sẻ cho các bạn trong những cái buổi trực tiếp cuối tuần để gặp gỡ các bạn, để mà chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm. Mong rằng các bạn đi đúng, các bạn không đi sai là mình vui nha các bạn. Và các bạn thấy mình chia sẻ cho các bạn hay và các bạn có hứng thú thì các bạn cho mình xin một like nha, trước khi mình đi vào buổi chia sẻ trong ngày hôm nay nha các bạn. Rồi, mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì các bạn đã xem buổi trực tiếp này ngày hôm nay, các bạn vào rất là nhanh ha. Rồi, và sau khi những cái like của các bạn thì ngày hôm nay mình chào tất cả các bạn nha, mình không chào riêng lẻ nữa để đỡ mất thời gian của các bạn. Thì các bạn hiểu được rằng khi chúng ta làm bất cứ việc gì, ví dụ như các bạn xây một căn nhà, việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là chân móng. Khi chân móng nó vững chắc rồi thì chúng ta xây nhà càng cao không sợ bị đổ. Còn các bạn làm YouTube ngay từ thời gian đầu mà các bạn đã thất bại luôn rồi, các bạn làm sai luôn rồi mà các bạn vẫn cố chấp, các bạn vẫn đi trên cái vết xe đổ, trên cái vết sai đó mà các bạn vẫn cố chấp, thì như vậy là thua rồi nha các bạn. Vậy bây giờ mình sẽ nói một cái trường hợp đầu tiên, là loại người đầu tiên nha, sẽ thất bại khi làm YouTube kiếm tiền. Đầu tiên là các bạn mới làm YouTube, các bạn lập chụp, các bạn ẩu tả, các bạn chưa có xem kỹ bước đầu chúng ta cần làm cái gì, và các bạn chỉ biết là tạo kênh ra rồi vội vàng đi lấy video đăng trên kênh của các bạn và quay video xong rồi up lên liền, chưa có một chủ đề rõ ràng và chưa có một cái gì đó nó có mục đích, các bạn quay bừa rồi các bạn up lên luôn, thì như vậy là không được rồi các bạn. Và sau này các bạn sẽ thấy là nhiều người khác họ quay cái chủ đề ví dụ như ẩm thực, các bạn cũng nhảy sang làm ẩm thực. Rồi các bạn thấy người ta đi du lịch, rồi người ta làm thí nghiệm, rồi người ta làm thử thách, rồi các bạn cũng làm luôn. Và cái tên kênh của các bạn cứ đổi tới, đổi lui, đổi xuôi, đổi ngược. Rồi video up rồi lại xóa xuống, lại biên tập lại. Cái sự ẩu tả nó có từ lúc ban đầu. Và ngay từ lúc tạo kênh đã làm sai luôn rồi. Tại sao mình nói sai các bạn? Tại vì tạo kênh ra không đơn giản là chúng ta tạo xong cái kênh YouTube là chúng ta lật đật để up video liền các bạn. Như vậy là nó sẽ không hiệu quả và nó rất khó để phát triển, mà nhiều khi thì nó cho luôn xì bam luôn các bạn ha, thuộc dạng là cái view các bạn nó không tăng được. Là tại vì sao các bạn? Ngay từ lúc đầu các bạn đã đi sai luôn rồi, mà nhiều bạn không có biết vấn đề sai đó mà các bạn vẫn mãi đi luôn trên con đường sai đó luôn. Như vậy mình sẽ cảnh giác cho các bạn biết, đầu tiên khi chúng ta tạo kênh ra thì cái tên kênh đó, nhiều bạn phải cần tên kênh, phải có theo top này kia nữa, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là các bạn cũng đã sai lầm luôn rồi. Cái chuyện mà đặt tên kênh theo một cái trend hoặc là theo một cái xu hướng nào đó
hoặc là theo một cái ai đó để ăn theo, nó đã trở thành dĩ vãng rồi, nó không còn giống như những năm trước nữa. Mà hiện tại chúng ta đặt tên kênh, đầu tiên ví dụ một người làm YouTube bình thường thì chúng ta tạo kênh ra, cái tên kênh các bạn sẽ ghi một tên kênh nào đó nó dễ nhớ và riêng biệt chỉ mình các bạn có, là các bạn đã chiếm được cái sự thành công ngay từ lúc đầu, các bạn làm đúng rồi. Và tiếp theo các bạn khoan đã đăng một video nào đó lên trên kênh của các bạn, và các bạn hãy dùng kênh đó các bạn đi tương tác, đi xem những cái chủ đề mà các bạn dự kiến làm. Ví dụ trong một tháng đó các bạn xem nhiều chủ đề luôn, nhưng các bạn sẽ xác định ra rằng một cái chủ đề nào mà đủ khả năng của các bạn, riêng biệt các bạn hãy làm chủ đề đó, mặc dù nó là những cái ngách đi rất là hẹp nhưng nó vẫn kiếm về cho các bạn có nguồn doanh thu ổn định, hoặc các bạn thì bán hàng được. Mình ví dụ nha, các bạn bán những cái máy khoan, bán những cái loa hoặc bán những chiếc đồng hồ cổ, mặc dù view nó rất là ít nhưng các bạn vẫn có được khách hàng thông qua những cái view tìm kiếm đích thực đó. Còn các bạn á, mà làm YouTube về vấn đề chủ đề rộng như ẩm thực hoặc là du lịch, hoặc là các bạn làm bất cứ chủ đề nào, các bạn phải nhắm được con đường đi của các bạn á, nó có xa hay không. Chứ nếu như con đường đi của các bạn á, mà nó giữa chừng là các bạn lại bỏ cuộc, các bạn nhảy sang chủ đề khác, là các bạn biết chắc chắn rằng là các bạn đã bỏ lỡ đi cái kênh của các bạn, cái kênh mới đó ngay từ lúc đầu nó đã không đúng rồi. Và các bạn hiểu rằng là cái kênh đầu tiên mà các bạn làm YouTube á, cái kênh đó là cái kênh sạch sẽ nhất mà các bạn có được. Còn sau này các bạn làm những kênh khác á, thì bắt buộc các bạn phải bắt chước cái thời gian đầu mà các bạn làm á, một cái kênh sạch sẽ, và không phải để YouTube biết rằng á, là chúng ta có nhiều kênh rồi, thì cái vấn đề mà chúng ta làm nhiều kênh á, nó sẽ ảnh hưởng là bị đóng băng view khi YouTube phát hiện ra. Và chúng ta làm á, nếu mà có một kênh đầu tiên chúng ta làm, chúng ta hãy trân trọng nó và hãy làm kỹ, đừng để làm sai. Và khi chúng ta đi xem video nhiều trong một tháng đó rồi, chúng ta ấn định được chủ đề rồi, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu làm video một cách nghiêm chỉnh. Trước tiên chúng ta sẽ cần đó chính là gì? Quay video xong và chúng ta cần phải coi cách biên tập video. Mình chấp nhận rằng là các bạn mới đầu các bạn làm video á, nó sẽ không hay, hoặc các bạn biên tập nó chưa có hay, nhưng các bạn cố gắng hết khả năng của các bạn để các bạn đăng cái video đầu tiên lên. Và khi đăng lên rồi chúng ta hãy cần lưu ý rằng hãy xem xét thật kỹ cái video đó, tránh tình trạng đăng lên công khai video ra rồi chúng ta lại sửa chữa nó lại nữa thì nó đã ảnh hưởng đến kênh rất là nhiều. Nên các bạn cần lưu ý về điều đó. Khi công khai video ra rồi, mình luôn nhấn mạnh với các bạn rằng là đừng nên chỉnh sửa và hãy để tự nhiên cái video đó, mặc cho dù cái video đó nó dở các bạn vẫn để luôn. Còn nếu như mà trừ cái trường hợp đó chính là khi mà cái video đó không thể chấp nhận nổi thì chúng ta bắt buộc hoặc là ai đó thưa kiện chúng ta mới gỡ thôi. Còn dạng như video vlog mà thời gian đầu chúng ta đăng á, nó dở là chuyện bình thường, không sao cả các bạn cố gắng, các bạn làm đều là điều tốt nhất nha các bạn. Đó là cái sai lầm đầu tiên của các bạn. Và các bạn nôn nóng tiếp theo nữa, đó chính là bây giờ cần bật bật kiếm tiền. Thì mình xin nói rõ cho các bạn biết rằng, cho dù các bạn được bật kiếm tiền bằng đủ những cái mánh khóe mà các bạn có được, ví dụ như là các bạn biết mánh khóe là chạy giờ, chạy sub để được bật kiếm tiền, tăng view, tăng sub, vân vân, và các bạn thấy là người ta làm được rất là nhiều cái dịch vụ là họ có thể làm điều đó, nhưng mà đôi khi cái kênh á, mà các bạn làm về cái vấn đề bơm view chạy giờ như thế, đôi khi nếu như các bạn làm không đúng, không chuẩn, nó vẫn ảnh hưởng đến kênh của các bạn. Còn những người làm công nghiệp, những người nhiều kinh nghiệm, người ta vẫn sử dụng dịch vụ đó chính là chạy giờ, chạy sub để nhanh bật kiếm tiền. Nhưng người ta đã có mục đích của người ta, là khi người ta đã được bật kiếm tiền rồi là người ta fan những cái chủ đề hoặc là những cái keyword đang trend, bám theo đó để người ta lên, người ta đã có kinh nghiệm làm rồi. Còn các bạn mới làm YouTube thì các bạn phải cần lưu ý đó chính là chúng ta phải cần xác định chủ đề, và kênh chúng ta phải thật sự là sạch sẽ ngay từ lúc ban đầu chúng ta đi, nó phải đúng thì mới được nha các bạn. Và tiếp theo thì các bạn cần lưu ý khi chúng ta đi tương tác với những cái kênh mà cùng chủ đề của chúng ta đừng có ngại là comment, chúng ta đừng có ngại tiếp chi một like đối với những chủ đề đó, những cái kênh đó chúng ta đừng ganh ghét với họ làm gì. Chúng ta cứ thấy video nào của họ nhiều view nhất, chúng ta cứ vào comment và canh họ công chiếu, chúng ta vào comment những comment và chúng ta comment tích cực, những comment mà nó rõ ràng thì nó luôn luôn được nhiều người đồng tình, nhiều người like vào comment đó, tức là các bạn đang comment có sự uy tín và có nhiều người bình luận trả lời trực tiếp trên cái comment của các bạn. Và ngoài ra cái chủ kênh YouTube đó, cái kênh mà vài trăm ngàn người đăng ký, những kênh có tích rồi, những kênh kênh mà đã có những cái sự uy tín về lâu rồi các bạn,
thì họ thả tim cho các bạn, là các bạn có được cái sự uy tín và YouTube hiểu được rằng là các bạn đang định làm cái chủ đề giống như thế, các bạn đang thường xuyên xem những chủ đề như thế. Khi mà các bạn bắt đầu làm thì từ đó kênh của các bạn sẽ có hướng đi đúng và YouTube sẽ dựa vào những thuật toán riêng của họ và họ sẽ đề xuất kênh của các bạn cùng những chủ đề như thế để các bạn phát triển. Và nhiều bạn có nói hỏi mình rằng á, một câu đó chính là mới đăng video lên thì làm sao để có view nhiều. Thì mình xin nhấn mạnh cho những người bạn mà mới bắt đầu làm YouTube thì các bạn phải biết được rằng là không có cái gì là dễ dàng cả. Khi các bạn đi làm YouTube trong thời gian đầu, các bạn phải chấp nhận trong vòng ít nhất là 3 tháng cày cuốc theo một chủ đề xuyên suốt đó thì mới có kết quả, chứ không phải là đăng video lên liền là có kết quả. Trừ khi các bạn là những người nổi tiếng bên ngoài YouTube, ví dụ các bạn đã nổi tiếng trên TikTok, các bạn nổi tiếng trên Facebook, Instagram hoặc nền tảng Twitter, vân vân, các bạn nổi tiếng ở một nền tảng nào đó rồi, các bạn sẽ dẫn dắt khán giả của các bạn về YouTube của các bạn là chuyện bình thường, các bạn có view rất là nhanh. Nhưng những người bạn mà bắt đầu làm YouTube mà có cái suy nghĩ là muốn nhanh có view, nhanh thành công thì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ. Với một người nhiều kinh nghiệm giống như mình, từng trải qua rất là nhiều khó khăn trên con đường làm YouTube và mình đã tìm đủ mọi cách để mà rút ngắn cái khoảng thời gian đó, và khoảng thời gian mà mình tìm ra được và mình hiểu được nó để giờ đây mình ngồi đây chia sẻ cho các bạn, đó chính là chúng ta cần phải nghiêm chỉnh làm YouTube tùy vào thời điểm. Có những thời điểm mình chỉ cho các bạn rất là nhiều mánh khóe để các bạn làm, và nhất là cái những cái năm 2019 với cái video đầu tiên mà mình đăng lên, đó chính là biến video bản quyền thành video của bạn. Chúng ta nối một cái video bóng đá, chúng ta làm trend, sau đó chúng ta ghép cái đoạn vlog vào, sau đó chúng ta cắt bỏ cái đoạn mà chúng ta re-up đi, thì chúng ta tiến hành bật kiếm tiền. Thì có nhiều bạn vẫn áp dụng cách đó làm kênh công nghiệp cho đến thời điểm hiện tại này thì vẫn còn dùng được, nhưng mà nó chỉ phù hợp với vấn đề làm công nghiệp mà thôi, thời điểm đó thôi, còn bây giờ thì nó đã không còn phù hợp nữa. Bây giờ mình lại biết những cái mà nó tốt hơn, mình chia sẻ cho các bạn. Và trong thời điểm hiện tại này, chúng ta muốn làm lâu dài là hãy quên đi những cái chuyện gian lận, các bạn, rất là khó. Và mình sẽ nói về vấn đề mà chính sách chống gian lận của YouTube trong cái buổi livestream sắp tới. Còn trong buổi livestream này, mình chủ yếu mình chia sẻ các bạn những cái thất bại để giúp các bạn đi cho đúng trên con đường làm YouTube của các bạn nha. Và cái đó là cái đầu tiên, loại người thứ nhất. Và loại người thứ hai là gì các bạn? Loại người thứ nhất là ẩu tả và lập chụp. Còn người thứ hai đó chính là gì các bạn? Đó chính là làm xuyên, mà xuyên quá mức, xuyên không đúng chỗ đó các bạn. Giống như các bạn đi làm đó, rồi các bạn làm xuyên quá, bạn mới vô công ty bạn luôn luôn nghĩ rằng bạn làm xuyên, đúng không? Để cho được quản lý thương nè, rồi được giám đốc nhìn thấy, rồi cho các bạn tăng lương, ai cũng muốn như thế các bạn. Cái suy nghĩ đó là vậy là chết rồi các bạn. Các bạn phải hiểu được rằng là khi các bạn làm, đi làm bên ngoài nha, cho nó dễ thực tế hơn. Các bạn mà giỏi quá, các bạn mà xuyên quá, nhưng trong cái tổ của các bạn không có hòa đồng được, không có với cái đội nhóm của các bạn, thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ loại các bạn ra ngoài. Và các bạn lưu ý rằng, các bạn mới vào làm, cái lời nói của các bạn nó không có giá trị bằng những cái lời nói của những người đã làm cho nó lâu rồi. Vì vậy chúng ta muốn làm được xuyên là xuyên vừa vừa các bạn, vừa vừa phải đồng bộ hết các bạn. Chứ nếu như chúng ta nổi trội quá các bạn, mà nếu như chúng ta triệt hạ được những người phía sau chúng ta luôn, cái đội nhóm ấy luôn, thì quá ngon, nhưng chưa chắc thì chúng ta có thể tồn tại được. Họ sức đầu chúng ta cũng sẽ mẻ tráng mà thôi, nên các bạn cần lưu ý. Vì vậy làm YouTube nếu như chúng ta mà xuyên quá cũng không được, nhưng các bạn xuyên xuyên không đúng chỗ là như thế nào các bạn? Ngày nào phải cố gắng đi quay video, quay làm gì các bạn? Úp liền, sợ không có video đã đăng không được, ngày nào cũng phải có. Thậm chí là ngày hôm trước làm một cái, qua ngày hôm sau bào luôn 3 cái luôn ha. Không có ấn định được cái thời lượng video ở dài hay ngắn, quay được 5 phút cũng đăng, quay được 30 phút cũng đăng, quay được 1 tiếng cũng đăng. Nó không đều thời lượng video, nó cũng ảnh hưởng cực kỳ đến vấn đề đề xuất của kênh. Tại vì khán giả, có khán giả thì thích xem video dài, có khán giả thì thích xem video ngắn. Nhưng các bạn làm bú lưu su như vậy cũng là cái thất bại đối với các bạn. Nên các bạn cần lưu ý. Và ngoài ra, xuyên là như thế nào các bạn? Tối ngày cứ bào trên máy tính, cứ bào trên điện thoại, cứ tìm cách tăng view, tăng sub, tăng giờ, đủ thứ kiểu hết. Nhanh mật kiếm tiền, những từ khóa mà mình thấy các bạn tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube đó chính là cách nhanh được mật kiếm tiền, cách đủ 1000 sub, cách đủ 4000 giờ, cách tăng view,
nhưng mình chẳng thấy bao giờ có những cái từ khóa mà nổi trội, chẳng hạn như là cách nào để sáng tạo nội dung hay, cách nào để biên tập video cho hay. Cái từ khóa đó các bạn tìm kiếm nó rất là thấp, mà chỉ là tăng view tăng sub nhiều thôi. Và các bạn quên đi rằng là không có nội dung hay thì chắc chắn rằng là không thể nào phát triển được kênh. Cái cốt lõi đó là các bạn chưa có hình dung ra được, nên các bạn siêng mà siêng không đúng chỗ, rồi các bạn đi bỏ tiền ra với những khóa học, các bạn mua quá nhiều luôn, các bạn mua quá nhiều khóa học, nhưng mà cuối cùng thì vừa tốn tiền nè, vừa bị đẩy vào những khóa học vớ va vớ vẩn đó, và cuối cùng thì tốn tiền rồi chán nản, và cuối cùng thì bỏ cuộc luôn các bạn. Vì vậy các bạn hiểu rằng là cốt lõi mà YouTube cần chúng ta đó chính là cái nội dung chúng ta, và nó xuyên suốt bao gồm là thời lượng các bạn đăng video. Ví dụ một ngày đó các bạn đăng một cái, qua ngày hôm sau bạn đủ sức bạn đăng một cái thì các bạn đăng, còn không thì các bạn cứ chia ra là 3, 5, 7 hoặc 2, 4, 6 các bạn đăng. Lâu lâu các bạn xen kẽ thêm ngày chủ nhật nữa, tùy các bạn đủ khả năng. Còn như mình đây, 2 tháng làm một cái video, rồi livestream thì cuối tuần làm một cái thôi, mà kênh vẫn phát triển bình thường các bạn, có sao đâu. Và nhiều khi các bạn thấy rõ ràng những cái MV ca nhạc và những bộ phim họ đâu thế nào họ ra liên tục được các bạn, mấy tháng thậm chí là một năm luôn họ sản xuất một cái, nhưng mà cái nào cái nấy đăng lên nó đều có view nhiều, tại vì họ tâm huyết vào bộ phim của họ, và họ chỉ muốn rằng là phim của họ khi công chiếu ở những rạp hoặc là công chiếu ở trên YouTube, bất cứ nền tảng nào, nó phải thực sự hay để thu hút được những khán giả. Và khi hay rồi thì rất là đơn giản, một khán giả truyền tay nhau, một khán giả chia sẻ nhau, có rất là nhiều nhà sáng tạo khác cắt đoạn video đó rồi review lại, thì chắc chắn rằng là các bạn hiểu được rằng thuật toán YouTube hiểu được rằng là đây là một cái sản phẩm chất lượng, và họ sẽ đẩy cái sản phẩm đó đến nhiều người xem hơn nữa. Còn đối với những sản phẩm mà không chất lượng, các bạn sẽ ít người chia sẻ nè, sẽ ít người tải về, ít người dạng review bình luận lại với nội dung đó, với kênh đó, thì chắc chắn rằng là rất khó. Hoặc là những cái kênh khác họ ít nhắc đến kênh đó, ít nhắc đến nội dung đó, ít nhắc đến tập phim đó, ít nhắc đến một cái MV ca nhạc nào đó, thì các bạn thấy rõ ràng là nó không hề ấn tượng, thì lúc đó chúng ta rất khó phát triển. Vì vậy các bạn hiểu rằng trong thời điểm hiện tại này, làm ăn chân chính đàng hoàng trên YouTube thì chúng ta phát triển rất là ngon, còn gian lận thì bây giờ là đã thua rồi như các bạn, nên các bạn đừng tìm cách gian lận trong thời điểm hiện tại này nha, nên các bạn cần lưu ý về điều đó. Các bạn thay vì cố gắng để mà tìm đủ mọi cách tăng view, tăng giờ, tăng sách mà quên đi sáng tạo nội dung các bạn, thì các bạn nên tập trung vào nội dung của các bạn, như thế nó sẽ tốt hơn, nên các bạn cần lưu ý nha. Và có rất là nhiều những cái mà các bạn gặp phải. Tiếp theo đó chính là loại người thứ ba, đó chính là các bạn có được cái sự may mắn. Loại người thứ ba là có được sự may mắn, có nghĩa rằng là YouTube ưu ái cho các bạn, hoặc là các bạn có duyên với nền tảng YouTube và các bạn ngủ quên trên sự chiến thắng của mình luôn. Và bất cứ công việc nào thì các bạn làm cũng vậy. Đôi khi các bạn sẽ thấy có một người nào đó rất là tốt với bạn, bạn vừa bước vào công ty là họ giúp các bạn, nhưng các bạn cần lưu ý rằng tin tưởng họ chỉ 50%, còn 50% còn lại mình phải bảo vệ cái bản thân của mình, phải phòng tránh nha các bạn. Tại sao mình nói là cái loại người thứ ba là có được sự may mắn? Đăng video lên một cái cho dù đăng không hay nữa vẫn có view, có sub, nhảy đùng đùng luôn, có duyên làm YouTube, hay ta gọi là có cái duyên đó các bạn. Ví dụ các bạn á, tình cờ ai cũng vậy ha, trải qua một lần trong cuộc sống của mình có duyên, mình may mắn mình gặp một người nào đó, chứ là những người bạn gái ha, hoặc là những người bạn gái gặp được những người bạn trai và có duyên đi đến tình cảm và đi đến, đó chính là đầu bạc răng long, ai cũng trải qua vấn đề đó, đều là có duyên cả. Ở đôi khi các bạn không có duyên làm YouTube mà các bạn lại có duyên làm Facebook, TikTok hoặc bán hàng. Ở đôi khi các bạn không có sáng tạo nội dung nhưng các bạn có cái gì, nhà các bạn có kinh doanh bán hàng quần áo hoặc bất cứ điều gì, sản phẩm gì, các bạn thể trực tiếp bán trên YouTube luôn. Đặc biệt là những cái kênh mình thấy là họ hay làm, đó chính là bán xe nè, rồi bán đồng hồ nè, bán nhà đất nè, vân vân, có rất là nhiều cái mặt hàng để các bạn có thể kinh doanh trên YouTube này. Và tất cả chúng ta cần lưu ý rằng là nội dung là chính nha các bạn. Và ngủ quên trên chiến thắng có nghĩa rằng là các bạn có view nhiều quá rồi các bạn cứ ôm, các bạn tưởng bạn á là cái kênh của các bạn á là vô địch luôn, vô đối luôn, không còn ai nữa, và các bạn chỉ biết rằng là cái kênh đó là quá tuyệt vời luôn rồi. Có thể là ngày trước có nhiều bạn gặp phải trường hợp này, kênh lên rất là mạnh và đùng một cái lưu lượng hợp lệ, nhấp chuột hợp lệ, giống như một cái tiếng
một cái sét mà đánh thẳng vô cái trái tim của các bạn, nó vỡ òa luôn. À, đang kiếm vài chục ngàn đô, thậm chí còn có kênh kiếm cả tỷ đồng một tháng luôn, đùng một cái kênh bị lú lượng gấp lệ, nhấp chuột gấp lệ. Lúc đó ở hơi và tìm đủ mọi cách kháng, và cái lỗi này bây giờ hiện tại là không có thuốc chữa, hoặc là cái kênh bị tự nhiên ngã lăn đùng ra, chết do vi phạm ba cảnh cáo bản quyền, hoặc là những cái video trước đó chúng ta đăng chúng về nhà đất này, những chủ đề liên quan về nhà đất này, liên quan về bán hàng, thường là các bạn sẽ xô sổ đỏ ra cách đây một năm trước các bạn làm như thế thì được, nhưng bây giờ thuật toán YouTube bắt đầu họ quét liên tục về những vấn đề để lộ thông tin cá nhân của một ai đó, họ không chấp nhận điều đó và họ sẽ cho đó chính là tiết lộ thông tin cá nhân của một ai đó, và lúc đó các bạn sẽ nhận đó chính là một cái nhắc nhở từ bên phía YouTube. Nhẹ thì họ sẽ không có áp dụng bất cứ hình phạt nào, còn nếu như mà nặng á, để lộ nặng quá và cố ý á, thì họ sẽ gửi một nhắc nhở và tiếp theo là gửi một cảnh cáo cộng đồng, mà khi các bạn đủ ba cảnh cáo cộng đồng cộng với một nhắc nhở là các bạn sẽ bị chấm dứt tài khoản luôn. À, nên các bạn cần lưu ý về điều đó nha. Và cách đây một năm trước mình đã từng chia sẻ về chủ đề đó rồi. Nên các bạn nào muốn biết á, thì các bạn có thể xem lại những chủ đề mà YouTube sẽ loại bỏ đi trong năm 2024. Các bạn xem lại video đó nha. Và khi mà các bạn làm, các bạn có kênh lớn rồi, may mắn đến với các bạn rồi, thì các bạn phải biết đó chính là âm thầm tạo thêm nhiều kênh. Nhiều kênh để làm gì các bạn? Các bạn hãy nhớ một điều, nội dung các bạn sẽ có giới hạn, kênh các bạn sẽ già đi, view các bạn sẽ bị tuột đi, và cho dù sau này các bạn lớn rồi, các bạn không còn thể nào quay được những chủ đề giống như thế nữa, những đứa trẻ của các bạn chưa chắc gì họ có thể nối tiếp con đường của các bạn đi trước đó. Vì vậy các bạn mà có kênh lớn, thật là lớn, các bạn phải suy nghĩ xây cho mình một hệ thống vững chắc ít nhất là 10 kênh để sau này các bạn làm gì? Sau này các bạn trở thành một công ty network ECN truyền thông hoặc là một mạng CNN để các bạn thêm mời các kênh khác vào các bạn quản lý, và lúc đó các bạn chỉ việc là quản lý các kênh giống như của mình vậy đó, hoặc là giống như những công ty net mà các bạn biết ở Việt Nam vậy ha, nó là như thế, thì lúc đó các bạn mới an tâm được và nó lâu dài cho các bạn, còn gọi là có khả năng giúp cho các bạn phát triển hết đời này sang đời khác luôn, nó là như thế. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó chính là sức mạnh của trình quản lý nội dung CNN là như thế nào, khi YouTube trao tặng cho các bạn YouTube trao cho các bạn cái nút bạc là để khích lệ tinh thần của các bạn, YouTube trao cho các bạn cái nút vàng là YouTube nhận biết được rằng là có một nhóm khán giả tuyệt vời đang yêu thích kênh của các bạn, YouTube trao cho các bạn nút kim cương đó chính là những người trên toàn thế giới họ yêu mến cái kênh của các bạn. Nhưng các bạn đừng nghĩ rằng như vậy là hết nha. Như vậy nó chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà các bạn có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào mà các bạn không hề hay biết, ngay cả lúc bạn đang ngủ quên trên sự chiến thắng của các bạn. Các bạn lưu ý rằng nút kim cương chưa phải là sự giới hạn cuối cùng, còn rất là nhiều thứ khác. Và cảnh giới cao nhất cuối cùng trên YouTube này đó chính là các bạn phải trở thành một người quản lý nội dung trên YouTube, CNN Network hoặc là mạng ACN để mà các bạn có thể thêm mời nhiều kênh khác để mà các bạn vào các bạn quản lý giống như là những công ty network mà các bạn biết ở Việt Nam mà đếm trên đầu ngón tay được có vài cái, nên các bạn cần lưu ý về điều đó nha. Và sở hữu được cái đó giống như là các bạn có thể đi mua tờ giấy số á, các bạn trúng được 1-2 tỷ à. Còn các bạn sở hữu được trình quản lý nội dung CNN nó rơi vào giá tầm chục tỷ, mười mấy tỷ, nó là chuyện bình thường. Mà món quà cao nhất đó YouTube sẽ trao tặng cho những bạn nào có nội dung hay và thường xuyên bị người khác ăn cắp và có hệ thống kênh rất là lớn và đã gỡ bản quyền rất là cao thì mới thể xin được. Nên các bạn cần lưu ý, để mình đi đường dài là các bạn phải đi giống như mình thì mới được nha. Để mình biết cái gì mình chia sẻ với các bạn, nó còn nhiều thứ liên quan về vấn đề YouTube đi sâu lắm, mình sẽ cố gắng chia sẻ cho các bạn từ từ, ngày một chút thì các bạn sẽ hiểu. Chứ nếu như cái chia sẻ các bạn một đống luôn thì các bạn đâu có hiểu đâu. Khi các bạn thấy trên các cộng đồng mình đăng về vấn đề mà bán CNS nè, hoặc là chia sẻ về những cái hình ảnh về CNS, các bạn chưa biết nó là cái gì cả. Tại vì các bạn chỉ mới có bắt đầu vào những cái vỡ lòng khi các bạn làm YouTube, và nhiều bạn cứ nghĩ rằng như thế là các bạn đã vô địch vô đối rồi, nó là chưa phải như các bạn. Nên các bạn cần lưu ý về điều đó nha. Hãy cố gắng xây thật nhiều kênh, hệ thống thật sự là rộng để sau này chúng ta còn nhiều thứ dùng đến nó mới phát triển về lâu về dài được nha các bạn.
Rồi và cái loại người thứ ba là dừng lại, và đến cái loại người thứ tư đó chính là làm cũng giỏi, siêng tất cả đều siêng cả ha, làm cái gì cũng chịu khó tìm hiểu học hỏi, nhưng có một cái không làm được, làm biếng đầu tư, sợ là đầu tư xong thất bại, làm một đống tiền vậy đó. Ví dụ nhiều, mình thấy nhiều bạn lắm, rồi ôm rất là nhiều luôn, tiền làm quá trời luôn, xong cái đầu lấy cái cọc Asen đó nối vô một dàn kênh luôn, rồi cái đùng một cái Asen nó ra đi, một kênh nó chết đó, nó lôi theo nguyên một dàn kênh luôn, rồi ngồi đó mà khóc. Tại sao? Tự mình chuốc lấy à, mình đã nuôi được nguyên dàn kênh rồi, tiền mình lãnh đều hàng tháng rồi, vì tại sao mà mình không chịu đầu tư mỗi kênh một Asen riêng biệt để cho chúng ta ngủ ngon, mỗi kênh một email riêng biệt để chúng ta ngủ ngon, mà chúng ta phải dồn cho nó hết vào một chỗ luôn, rồi nó ra đi một cái chúng ta ngồi chúng ta khóc. Rồi chúng ta có may mắn làm có view có sách rồi, có tiền cầm trong tay rồi, đặc biệt là những người bạn làm chủ đề từ thiện, mình thấy dạo này nhiều bạn làm từ thiện lắm ha, từ khi mà làm YouTube kiếm tiền được, nhiều bạn làm từ thiện. Và vấn đề ở đây là khi các bạn làm mộc mạc đơn giản như thế, nhưng các bạn hãy nhớ rằng làm mà có thêm nhiều kênh và có kinh phí rồi, chúng ta nên đầu tư vào những cái ví dụ như là các bạn học biên tập video nè, một tháng thì chỉ có mấy trăm ngàn nè, mà mình thấy có rất là nhiều bạn chia sẻ miễn phí, hoặc là có những khóa học về edit chỉnh sửa video, làm hình thu nhỏ các kiểu, những cái mà nó cần thiết các bạn nên học, và những cái đó là tốt nhất. Và làm cái gì chúng ta mới cần đầu tư, mình có thấy có nhiều bạn á, mình đã từng trải qua và gặp gỡ rồi, rồi những YouTuber mà thấy cũng rất là ok luôn, các bạn dùng một chiếc điện thoại, có thể thời điểm đó cái hệ điều hành iOS hoặc là cái hệ điều hành Android nó còn mạnh, nhưng mà vài năm sau nó lại yếu rồi, nhưng mà các bạn kiếm quá nhiều tiền rồi mà các bạn vẫn không thể nào sắm cho các bạn một cái điện thoại nào ngon lành được, hoặc một cái máy ảnh nào đó ngon lành, hoặc một cái gì đó để các bạn phụ họa cho các bạn quay, mà các bạn cứ mãi bám theo một cái thiết bị tồi tàn đó luôn. Rồi nhiều bạn thì nói rằng em sợ đăng nhập qua thiết bị khác thì cái kênh em mất đề xuất, những cái mà nó vô lý như thế luôn các bạn, mà các bạn vẫn nghĩ. Hoặc là có một người bạn đó, kênh em đang lãnh tiền đều 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 nè, em không dám đụng gì hết, em không dám đăng nhập thiết bị khác, em sợ cái gì em cũng sợ hết đó, rồi cuối cùng thì cứ cầm điện thoại luôn. Và có một trường hợp là cái điện thoại đó bị đứt nguồn các bạn, và chết bo mạch và không thể nào cứu chữa được nữa các bạn, rồi email mật khẩu này kia các kiểu cứ ý y để trong đó, rồi không nhớ mật khẩu là gì luôn, rồi bây giờ nhìn cái kênh thôi đâu lấy ra được đâu các bạn, tại vì YouTube Google chỉ cho phép mình báo kênh của mình bị hacker chiếm đoạt thì họ mới lấy lại cho mình, còn thiết bị của mình bị hư mà mình quên mật khẩu, hoặc mình không biết cách nào mình lấy lại, hoặc quên luôn số điện thoại, hoặc ép cái email khôi phục nào vào đó rồi mà mình không nhớ luôn, là coi như là vào nhìn được kênh và viết dấu chấm hết, và không có dịch vụ nào có thể lấy lại được cho các bạn cả. Nếu như các bạn mà đã quên đi cái số điện thoại của các bạn nè, hoặc cái bạn số điện thoại cái SIM đó, các bạn mua SIM rác các bạn bỏ vào, rồi khi nào nó đăng nhập qua cái khác á, rồi nó lại hỏi về cái SIM cũ của các bạn luôn, rồi xong còn điện thoại hư rồi đâu có thể bấm có nữa đâu. Thì vậy các bạn sẽ hiểu được rằng là chúng ta có kênh rồi, ngon lành xịn rồi, những cái mà cơ bản nhất chúng ta cần phải biết, mật khẩu số điện thoại là nó phải của các bạn, và những cái SIM rác nào đó nó đã không còn nữa thì lật đật chúng ta xóa mấy SIM nó ra đi, không ảnh hưởng gì cả, chúng ta thêm những số điện thoại chính chủ chúng ta vào, chứ để khi mà tới nước mới nhảy thì lúc đó quá muộn màng. Và mình thấy có nhiều bạn đang gặp trường hợp đó, nên mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu được, để các bạn không mắc phải những sai lầm, không đi vào những vết xe đổ đó nha. Rồi các bạn thấy mình chia sẻ cho các bạn bốn loại người mà sẽ thất bại khi làm YouTube về lâu về dài, hoặc là mới ra trận đã ngẫm cụ tỏi luôn rồi các bạn. Đó chính là người thứ nhất là làm ẩu, không chịu học hỏi, vội vàng, lụp chụp, ngay cả làm YouTube không làm được luôn, thì làm bất cứ ngoài đời việc gì khác á, nó cũng rất là khó khi bạn ẩu tả nè, rồi các bạn lụp chụp, người ta nhìn người ta rất là ghét, chưa gì hết, tôi biết, cuối cùng chẳng biết gì cả. Đó là như thế ha. Người thứ hai đó chính là siêng, mà siêng quá mức tưởng tượng, siêng không đúng chỗ các bạn, cái cần siêng thì không siêng, cái không cần siêng thì lại siêng, cũng ngủm cụ tỏi luôn ha. Người thứ ba là ngủ quên trên chiến thắng, ngủ khọt khò ôm mãi kênh, cứ tưởng kênh nó vô địch luôn, và các bạn thấy rõ ràng là
có nhiều kênh nổi tiếng lên mấy triệu lượt đăng ký, và cuối cùng thì họ tụt giảm dần dần, và cuối cùng thì bán kênh cho bên mình hết, hoặc là bán kênh cho những cái anh em trên học viện YouTube hết luôn, xong. Nói chung là viết dấu chấm hết. Tại vì sao? Các bạn ngủ quên trên sự chiến thắng. Và cái kênh đó các bạn, nó cũng giống như con người vậy đó, già đi, YouTube cũng tuyển dông bớt đi để đưa những cái kênh mới lên, lớp trẻ lên các bạn. Ai cũng vậy ha, YouTube cũng muốn có quyền lợi, lớp trẻ sẽ có nhiều sáng tạo mới phong phú hơn lớp già. Già rồi phải cho lên đường thôi các bạn ha, nên các bạn cần lưu ý về điều đó. Rồi thứ tư đó chính là có tiền nhiều quá ha, tất cả đều giỏi hết, làm biếng đầu tư ha, thiết bị đèn đuốc này kia các kiểu, mic này kia cũng không đầu tư luôn các bạn, cứ ôm tiền được ngày nào hay ngày nấy ôm luôn, điện thoại sắp hư rồi cũng vẫn ôm luôn, sợ là gì không các bạn, thay qua điện thoại khác thì nó mất đi sức đi, không có tiền nữa sao, ôm luôn, cuối cùng cái điện thoại ngụm cụ tỏi ra đi luôn ha, thiếu kiến thức ha, thì cũng sẽ ảnh hưởng cực kỳ, nên các bạn cần lưu ý ha. Rồi cho mình xin một like các bạn, và tiếp theo thì các bạn đặt câu hỏi ra cho mình, và các bạn viết có dấu nha, mình sẽ trả lời những câu hỏi đó cho các bạn nha. Rồi, Tâm ơi, anh có một kênh karaoke, đến nay đã 4 tháng mà chưa nhận được mã pin, thì giải thích cho mình, xin cảm ơn. Cái vấn đề mã pin thì sao mà nó nan giải với các bạn như thế? Mã pin một ngày mình nhận là các bạn là một bưu điện mang tới là một block luôn, mà đến tính mã pin không á là cứ hết chồng này tới chồng khác là không biết bao nhiêu mà nói rồi. Cái mã pin là chúng ta cần lưu ý rằng khi xác minh danh tính là chúng ta cần xác minh theo giấy tờ tùy thân của chúng ta, đúng từ dấu phẩy, đúng từng chữ in hoa, trong căn cước công dân ghi như thế nào, bằng lái ghi như thế nào, chúng ta cần phải ghi lại cho chính xác từ dòng 1 đến dòng 2 và mã bưu điện. Và tiếp theo, khi mà chúng ta xác minh danh tính đủ 10 đô, bên Google Sense yêu cầu chúng ta xác minh danh tính, và lúc đó chúng ta xác minh danh tính đúng chính xác 100% rồi, thì ngon lành rồi, thì chúng ta phải cần chờ đợi khoảng chừng đâu là 3 tiếng đồng hồ sau. Sau khi chúng ta xác minh danh tính thành công rồi đó, 3 tiếng đồng hồ sau hoặc là 2 tiếng, chúng ta vào chúng ta thay đổi cái địa chỉ mà nơi chúng ta đang ở, chúng ta bấm lưu lại, thì lúc đó bưu điện sẽ gửi cái mã pin theo cái địa chỉ mà chúng ta đang ở. Bây giờ các bạn đang ở Hà Nội đúng không, mà giấy tờ của các bạn thì ở trong Sài Gòn này, bây giờ làm sao các bạn nhận đây? Nhưng khi các bạn xác minh danh tính thì Google Sense yêu cầu các bạn xác minh cho đúng giấy tờ, đúng theo thông tin giấy tờ của các bạn, dòng 1, dòng 2, tên các bạn, ngon lành, giấy tờ chưa hết hạn. Và tiếp theo, cái mã pin thì chúng ta có thể thay đổi cái địa chỉ, bất cứ địa chỉ nào. Mà chúng ta không kịp vào thay đổi địa chỉ thì chúng ta cần chờ 3 tuần lễ sau, chúng ta vào thay đổi cái địa chỉ, mã bưu chính, tỉnh thành, số điện thoại. Và kèm theo cái dòng đó chính là hãy gọi cho tôi, thư này rất quan trọng. Rồi xong, lấy đại địa chỉ công ty các bạn ném vào đó luôn. Thì chỗ nào mà dễ tìm kiếm á, bưu điện giao một phát một là xong, nó rất là đơn giản. Và các bạn lưu địa chỉ rồi các bạn phải vào bạn bấm gửi lại nha, mà đúng 3 tuần á, thì mới bấm gửi được nha, chứ mà chưa đủ 3 tuần thì cũng không bấm gửi lại được đâu nha các bạn. Nên khi các bạn cứ hỏi mình mấy câu mà mã pin mã biết mình sẽ nước nước đầu quá, thì mình đã chỉ rồi, cũng khô nước miếng trên những video rồi, mà các bạn tua tua không à, khi mà làm YouTube mà bạn tua không à, có nhiều anh chị chia sẻ mà các bạn cứ tua không, các bạn không hiểu họ đang nói cái gì hết. Cuối cùng là xong luôn ha, đó là cái thất bại của các bạn nữa nha. Rồi anh Tâm cho em hỏi, kênh YouTube em lập được 1 tháng video short thì có view mà video dài không có view, lý do ở đâu rồi, và tầm bao lâu thì video dài mới có view anh nhỉ? Rồi ok, câu này hay rồi. Làm được 1 tháng rồi mà làm nội dung video short đó, nó có view, video dài nó không có view, và tại sao vậy các bạn? Những cái kênh lớn, ví dụ những kênh mà các bạn thấy đó, họ vẫn đăng vừa short vừa dài luôn, những kênh rất là lớn thì họ làm được, tại sao? Khi các bạn mới làm YouTube thì các bạn chưa hề có khán giả, bạn xây dựng nội dung short là YouTube đề xuất ở một khoảnh khắc nào đó cho những người xem trên video short của các bạn, và video short đó nó có hay và nó có cái gì đó thu hút khiến khán giả muốn tìm kiếm video dài, thì lúc đó các bạn mới tối ưu được. Ví dụ video short nó liên quan đến video dài thì các bạn mới có thể
kiếm view từ video dài được. Chứ nếu như mà video short và video dài nó khác nhau một trời một vực, nó không có hề có liên kết thì rất là khó. Tại sao người ta hay ra những đoạn trailer về phim các bạn? Làm sao các bạn họ lựa những cái khoảnh khắc hay nhất họ làm cái trailer đó? Bây giờ là có nội dung short rồi thì họ dùng thế mạnh là nội dung short để họ quảng cáo trong cái bộ phim, trong cái vlog mà của họ đang sắp sửa diễn ra mà nó hay, thì khán giả tự động xem cái đó xong sẽ tự động vào kênh các bạn xem tiếp cái video dài, thì từ đó các bạn kiếm được hai nguồn tiền luôn. Và nguồn cái video nào mà giữ chân khán giả ổn định một cách chân thật mà nó có thời lượng video tối ưu rõ ràng đều hết kênh các bạn một chủ đề thì chắc chắn nó sẽ đồng đều phát triển bù bù. Còn mà đầu gà đít vịt thì chịu rồi các bạn, sót thì các bạn á làm nó rời rạc, nó không có ăn theo cái video dài thì cũng rất là khó. Và hiện tại thì có nhiều bạn nói đó chính là làm sót luôn, đừng làm dài, không hiệu quả. Cái đó là do các bạn tự bịa ra, chứ mà YouTube khuyến khích trong chính sách của họ là chúng ta vẫn chia sẻ khoảnh khắc và làm video dài, và yêu cầu là nó phải xuyên suốt liền mạch với nhau thì mới được nha. Nên bạn phải cần coi lại cái nội dung của các bạn có liền mạch hay không, và các bạn có chỏ cái vị trí video dài vào bên trong cái video ngắn hay không thì các bạn cần lưu ý nha. Và mình cũng đã chia sẻ cái nút tam giác, cách mà các bạn chèn thêm cái video dài vào bên trong video short của các bạn để mà quảng cáo á, thì các bạn nên xem lại video đó trên kênh sứ giả YouTube Trần Sĩ Tâm nha. Toàn là video chân thật nhất luôn đó, có sao móc hết ruột gan chia sẻ rồi mà các bạn không vào kênh sứ giả YouTube Trần Sĩ Tâm để mà ôn lại hết những kiến thức có sẵn trong đó, chịu khó bỏ ra một ngày cày các bạn ra hết, cái nào cũng có luôn, pin bọng các kiểu, xác minh gì đầy đủ hết mà không phải lo lắng gì cả, và nói tới đâu thực hiện tới đó luôn chứ không phải nói bằng miệng nha, nói có kênh dẫn chứng luôn nên các bạn cứ thoải mái luôn. Và nhiều khi bạn vào kênh đó bạn chat luôn người kia cũng hỏi nữa, mình gặp trường hợp đó rồi, có nhiều bạn cũng nói vấn đề đó cho mình nghe rồi ha, nên mình làm là chân thật ha. Rồi cho mình xin một like, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp theo đó chính là Thi Nghiêm 4.0 ha. Anh ơi có thể chia sẻ cho em về quá trình xây dựng CNS được không? Với những bạn có kinh tích thì mình không ngại gì chia sẻ, cũng chẳng muốn giấu gì. CNS thì mình đã nói rồi là trở thành một công ty network và yêu cầu là bạn phải đọc bản quyền rất là lớn. Ví dụ như các bạn đã từng đọc được 1.000, 2.000 cái video ăn cắp của các bạn mà cái video đó là vài triệu view đến mười mấy triệu view, đặc biệt là những bạn đang làm short mà lớn thì chắc chắn bây giờ xin trình một nội dung thì nó khá là ngon, nhưng các bạn cần phải nuôi nha, nuôi cho xịn lên cái bản xin, chứ không ấy là nó sẽ cho bạn cái trình quản lý nội dung của bắp kia là coi xong luôn đó nha, không thể thêm mời được các kênh mà chỉ có thể quản lý được nội dung trên cái tài sản của các bạn mà thôi, chứ không thể nào mà thêm mời các kênh khác được. Nên các bạn cần lưu ý ha, nuôi nó cho thật sự là lớn, đập thật là nhiều kênh ăn cắp của mình, và những kênh nào mà có nhiều view nhất á, thì càng tốt, và các bạn phải đập kỹ càng nha. Thường các bạn mà không có bằng chứng rõ ràng mà các bạn đọc ẩu tả đó thì cái cho bạn cái email tử thần là chúng tôi lo ngại những thông tin bạn cung cấp có thể là gian lận, mà thường là các bạn đọc mất khoảng 500 cái video, 200 video á là các bạn dính email tử thần liền, mà các bạn phải có bằng chứng sẵn rồi, nên bên mình rất là kỹ để mà xin được trình quản lý nội dung thì chúng ta cần cái gì, bằng chứng chúng ta có hết, tài sản đó video đó có đăng ký pháp lý hết rõ ràng để mà có mà dính cái email tử thần chúng ta còn cắt và chúng ta xử lý, chứ nếu không là cái to luôn cái kênh luôn ha các bạn ha, dính email tử thần là mình là coi như là xong rồi, viết dấu chấm hết với kênh rồi các bạn ha. Chúng tôi lo ngại thông tin bạn cung cấp có thể là gian lận, vì vậy chúng tôi đã chấm dứt tài khoản của các bạn và các tài khoản liên kết khác rồi, xong luôn ha, nên là mình chia sẻ tới đó thôi, còn dài lắm để xin được là bạn phải đủ khả năng để mà sở hữu nhiều kênh YouTube và một cái email đó đọc được rất là nhiều bản quyền thành công. Rồi tiếp theo đó chính là một câu hỏi tiếp ha, là chào anh Tâm, em hỏi mấy năm trước em có lập một kênh đã tạo tài khoản của AdSense và em quên tài khoản của AdSense rồi, bây giờ em lập kênh khác thì em phải làm thế nào, cảm ơn anh. Một cái bạn Hà Hà Công Thanh này, bạn hỏi câu này khá hay, câu hỏi này là coi như là đánh vào đúng tâm lý của những người bạn mà đã từng làm YouTube vào những năm 2016, 2017, 2018, thời mà YouTube còn đang cái giao diện cũ, chính sách cũ của họ ha, là khi tạo kênh ra và chúng ta tạo AdSense liền luôn, rồi chúng ta làm vào thời điểm đó và chúng ta quên đi cái AdSense chúng ta rồi, và bây giờ khi chúng ta làm, bây giờ chúng ta không nhớ cái AdSense nằm mail nào nữa, chúng ta không nhớ bây giờ phải làm sao,
Cái câu hỏi này rất là hay. Mình cũng chẳng ngại giấu gì. Thì cái vấn đề này nó như thế này. Đầu tiên là khi bạn vẫn phát triển kênh cách bình thường và kênh của các bạn đủ 1.000 người đăng ký, 4.000 giờ và 500 người đăng ký, 3.000 giờ thì các bạn có thể đăng ký bật kiếm tiền. Và lúc đó thì các bạn hãy điền thông tin nó đúng 100% với giấy tờ tùy thân của các bạn. Thì khoảng chừng đâu là 24 giờ sau, trong vòng 24 giờ sau sẽ có một email báo rằng là bạn bị trùng tài khoản Google Sense. Lúc đó là các bạn yên tâm rồi ha. Đầu và tiếp theo là các bạn cần chụp căn cước công dân của các bạn hai mặt cho nó rõ ràng, đẹp đẽ. Và tiếp theo canh ngày thứ hai buổi sáng theo giờ làm việc của YouTube là từ 8 giờ cho đến 16 giờ thì các bạn hãy chat với đội ngũ YouTube. Và lúc đó chúng ta YouTube sẽ hỏi rằng là bạn có nhận biết được tài khoản AdSense cũ của các bạn hay không? Thì các bạn nói rằng tôi không biết luôn. Ai đó trùng tên với tôi thì lúc đó là YouTube sẽ kêu các bạn là gửi cho họ căn cước công dân hai mặt và xác nhận rằng là bạn không biết tài khoản AdSense kia. Rồi xong lập tức đội ngũ YouTube sẽ tiến hành xử lý là đóng cái tài khoản AdSense của các bạn mà các bạn không nhớ đó, giữ lại cái tài khoản AdSense hiện tại của các bạn. Lúc đó các bạn chỉ việc là hoạt động cái bình thường thôi, rất là ngon lành. Nên các bạn cần lưu ý ha, nó dễ lắm, chỉ cần là các bạn làm theo cái mình vừa hướng dẫn cho các bạn ở trong vòng ngắn đó các bạn giải quyết luôn. Nên các bạn cần lưu ý ha. Và thời gian gần đây thì mình thấy YouTube á, họ siêng trả lời mail, họ siêng trả lời mail như thế nào các bạn. Như cách đây 1 năm trước á, thì họ trả lời mail một ngày một mail ha, nhưng bây giờ có thể một ngày họ trả lời 3 mail luôn. Mình thấy họ giống như mà họ chat bình thường luôn các bạn. Thì vấn đề đây là càng lúc cái vấn đề mà họ lại càng thông minh hơn, có thể là họ sử dụng AI cũng có nữa ha, để mà cập nhật những cái thông tin đó. Nên là họ trả lời mail thì cũng rất là nhanh. Ở vấn đề mà hacker nó thì sáng bị hack là chiều về luôn. Hơn như thế, hacker là các bạn đừng có lo. Nhiều bạn hỏi rằng là bây giờ em thấy nhiều người bị hack kênh. Hack kênh là một là do tham lam. Hai á, là cái gì không? Không chịu mà đọc kỹ cái email đó, thấy có liên kết vẫn bấm vào. Tham lam là gì các bạn? Phần mềm Kinemaster, phần mềm cắt cú. Người ta tạo ra vắt óc sáng tạo ra để cho các bạn biên tập video, các bạn dùng bản rác. Trên đời này không có ai cho không ai cái gì miễn phí cả. Phần mềm ta mua là cái triệu bạc, một tháng 100 mấy chục ngàn cho bạn dùng miễn phí hả? Không, nó dụ các bạn để các bạn cài vào bên trong máy của các bạn, để một là nó không muốn lấy tài khoản Google các bạn, nhưng nó âm thầm theo dõi thiết bị các bạn. Thiết bị các bạn có tài khoản ngân hàng nè, có danh bạ, có data gì nè, nó thu thập dữ liệu, nó gửi về máy chủ hết. Đó. Nên các bạn quên cái chuyện đó, chính là tại sao trên kênh mình không bao giờ chia sẻ những cái mà rắc, những cái điên cấp phần mềm này kia các bạn. Tại vì sao? Công sức mồ hôi của người ta tạo ra. Và chắc chắn rằng không ai cho mình không cả các bạn ha, cho mình với mục đích ha. Khi mà các bạn đến bằng công ty bạn làm á, thằng kia tốt với bạn, tốt bạn là gì? Bạn phải có gì nó mới tốt với bạn chứ, bằng khi không họ là tốt luôn các bạn. Bởi ta mới gọi là trên đời này người tốt thì ít đó các bạn, mà gian xảo thì nhiều á. Nên các bạn cần lưu ý với điều đó nha. Cứ dùng phần mềm đã làm YouTube, ngại chi ba con lợn con, mua hẳn phần mềm về làm luôn. Không mua được ra thế giới động họ mua giùm cho, 5 phút xong, nhanh gọn lẹ ha. Đó, vấn đề bị ăn cắp là do tham lam ha, nó xảy ra là vấn đề như thế. Có tiền nhiều mà cứ vẫn dùng phần mềm rác, không dùng phần mềm chính chủ. Thấy có một cái email quảng cáo nào đó, chúng tôi cần hợp tác với bạn 1.000 USD, chúng tôi chấp nhận chuyển khoản trước, bạn hãy bấm vào liên kết này để xem hợp đồng giữa chúng ta. Lật đật hay ham quá, bấm vô lên đường luôn. Nên các bạn không phải hiểu rằng là một nhà tài trợ, một nhãn hàng, các bạn cần phải xem xét cái đuôi email của họ. Công ty thì họ sẽ có những cái email đuôi, ví dụ như là của mình là trần sĩ tâm.com, trần sĩ tâm.net. Ví dụ của mình là network a còng trần tâm.com, cấp idai a còng trần tâm.com. Cái đuôi của nó là như thế, công ty khác họ có đuôi như thế. Mình sẽ copy cái đuôi đó, mình dán ngoài cái trình duyệt web, mình xem thử công ty họ ở đâu, địa chỉ như thế nào. Lúc đó thì mình mới an tâm ký hợp đồng. Chưa dễ vội vàng thấy là chúng tôi chấp nhận chuyển tiền trước, bạn hãy xem qua hợp đồng thỏa thuận giữa chúng ta, cái lật đật bấm vào luôn. Rồi qua ngày hôm sau, tài khoản bạn đã bị đăng xuất rồi đăng nhập lại, chúng tôi đã phát hiện rằng có hành vi đáng ngờ, hoặc là ai đó đổi mật khẩu các bạn cách đây vài giờ trước rồi khóc ha. Nói chung là tự mình làm thôi chứ không ai hết ha các bạn ha. Rồi tiếp theo đó chính là một câu hỏi của một người bạn, đó chính là
Chiến Nguyễn Văn, Tâm ơi em hỏi, em làm 4 tháng mà kênh của em được có 185 view. Ban đầu thì nhiều view tầm 10k một video, hiện 2 tháng nay chỉ còn có 300, 400 view. Thì bây giờ em phải làm như thế nào? Thì thứ nhất là kênh chúng ta thời gian đầu, tại sao chúng ta làm nhiều view như thế các bạn? Các bạn phải xem lại là chúng ta đang làm cái gì, thời gian đầu chúng ta làm như thế nào, chúng ta thường xuyên xem tương tác với kênh nào, và nội dung của chúng ta làm nội dung như thế nào, và chúng ta giữ chân khán giả ở khoảnh khắc nào. Chúng ta cần phải biết điều đó. Và bây giờ chúng ta làm chủ đề nó có giống như vậy hay không, hay là nó thay đổi cái gì đó. Đặc biệt một cái ảnh hưởng đến view cực kỳ luôn mà các bạn không hề để ý, đó chính là cái tiêu đề của các bạn á. Cái tiêu đề các bạn viết chữ thường á, thì từ đầu lúc lập kênh cho đến lúc mà các bạn thành công, các bạn vẫn viết chữ thường, những chữ đơn giản mộc mạc. In hoa thì in hoa hết từ đầu đến đuôi luôn, chứ đừng có ngày hôm nay các bạn làm chữ in hoa rồi ngày mai các bạn lại viết chữ thường. Nó tùm lum tá lả trên cái tiêu đề của các bạn. Thì trong thời điểm hiện tại này, cái vấn đề nó cũng ảnh hưởng cực kỳ. Và thêm những từ khóa mà không có liên quan đến nội dung, thêm những thẻ hashtag mà đi ăn cắp của những cái nhà sáng tạo khác, lấy tên tuổi của họ để ném vào bên trong cái phần hashtag, thẻ tag, cũng ảnh hưởng đến kênh cực kỳ. Trước đó view nhảy rất là cao, vài trăm ngàn, nhưng đăng video sau lên tụt dần 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 dần. YouTube âm thầm bóp đề xuất trên kênh của các bạn, mà những cái lỗi mà YouTube trảm liền trực tiếp cho chấm dứt tài khoản luôn, để các bạn còn biết đường các bạn xử lý. Còn ở đây âm thầm mới sợ, các bạn sợ nhất là cái âm thầm theo dõi của YouTube đó, âm thầm bớt đề xuất trên kênh của các bạn. Nên các bạn cần lưu ý ha, cứ kênh mình, nội dung của mình ghi thôi, đừng có lấy từ khóa của ai mà nhồi nhét vào bên trong cái phần thẻ tác cả. Ngày trước thì làm được, còn bây giờ làm thì áp dụng với các bạn thì nó rất là mệt. Và lưu ý rằng những cái video sau này thôi, còn những video trước đó các bạn vẫn để y nguyên như vậy. Đừng có nghe mình nói xong vào đó lật đật xóa toàn bộ những cái dữ liệu của những video cũ trước đó đi, thì nó ảnh hưởng đến kênh nha. Trong thời điểm hiện tại thì mình chỉ tính từ cái video mà mình đăng từ bây giờ trở đi, mình đừng làm như thế nữa thôi. Còn trước kia thì mình nên lưu ý rằng là không liên quan đến vấn đề lộ thông tin cá nhân của một ai đó, thì chúng ta không cần phải riêng tư, không cần phải xóa bỏ, chúng ta cứ để bình thường, trừ khi là những cái video mà trước đó chúng ta làm để lộ thông tin cá nhân của ai đó, hoặc là hướng dẫn cách tải video. Đặc biệt YouTube rất rất là ghét cái vấn đề chúng ta khuyến khích người dùng tải video từ những phần mềm bên thứ ba, từ những trang web bên thứ ba, là điều cấm. Cách đây 1 năm thì nó không sao cả, nhưng bây giờ những video đó đã vi phạm nguyên tắc cộng đồng, tại vì YouTube đã bổ sung những cái chính sách mới liên quan đến nội dung là tải video từ những bên thứ ba, hoặc là cách để mà tải video, hoặc là yên cắt video, thì YouTube rất là ghét vấn đề đó, họ đã thêm vào. Và bây giờ các bạn sẽ thấy là để lộ thông tin cũng bị lên đường nè, hướng dẫn người khác tải video cũng bị lên đường luôn, vi phạm các cộng đồng, nên các bạn cần lưu ý ha. Rồi anh Tâm ơi cho em hỏi, em có hai tài khoản Google Sen, em hỏi là tài khoản Google Sen bị vô hiệu hóa là gì vậy? Nếu bật kiếm tiền em đăng ký tài khoản Google Sen tên em được không? Giờ tài khoản kia em không nhớ, bị vô hiệu hóa. Nếu như mình vào mình thấy là cái bị vô hiệu hóa, vấn đề là AdSense không hoạt động, thì bình thường chúng ta bật kiếm tiền nối lại cái AdSense đó là YouTube xem xét lại là xong. Nhưng bị vô hiệu hóa, vấn đề là lưu lượng khớp lệnh, nhấp chuột khớp lệnh là coi như là tội xong. Và mình khuyên các bạn không nên dùng cái thông tin cũ đó để mà tạo AdSense mới nữa. Các bạn có thể dùng thông tin của người nhà bạn, anh chị em cũng được, cùng địa chỉ cũng không sao, miễn khắc tên là được. Nhưng các bạn đừng có dùng thông tin cũ nữa nha. Và nên đọc kỹ email đó. Nếu email đó ghi rằng là tài khoản của AdSense bị vô hiệu hóa do bạn không hoạt động trong thời gian 6 tháng ví dụ như ha, thì các bạn biết rằng là không sao cả. Cái dòng ghi chú tiếp theo như Google ghi rất là rõ ràng, đừng lo lắng ha, đừng lo lắng, bạn có thể liên kết với kênh của các bạn khi bạn làm việc lại, đơn giản thôi ha. Rồi chúng ta cần phải đọc kỹ cái email đó ha. Nhiều bạn không có để ý, mới thấy chữ vô hiệu hóa lật đật là cuống cuồng lên rồi,
chưa biết rằng là tại sao bị vô hiệu hóa, và nên đọc kỹ cái email đi ha. Khi nào thấy cái chữ lưu lượng gặp lại, nhấp chuột gặp lại á, là rồi nó chia buồn cùng các bạn luôn ha. Rồi Minh là Nguyên ha, em up video short việc thì nhanh có view, khi up video ngoại thì chậm có view, thậm chí không có view luôn. Em có tương tác các kênh nước ngoài, vậy cần up video hơn để có data phải không anh? Có nghĩa là chúng ta làm nội dung mà cho người nước ngoài, hoặc là làm nội dung cho người Việt Nam, làm cho người Việt Nam thì có nhiều view đó, còn làm cho người nước ngoài thì ít view, và tại sao như thế? Câu hỏi này cũng khá là hay. Thứ nhất là chúng ta cần lưu ý là cái chủ đề của chúng ta là nó viết cái tiêu đề bằng ngôn ngữ tiếng Anh đó nó có đúng hay chưa, là cái điều quan trọng nhất. Và tiếp theo của nội dung chúng ta là dành cho người nước ngoài xem nó có phù hợp hay không, mới là cái điều quan trọng nữa. Và cái tiếp theo đó chính là chúng ta đi tương tác với những cái kênh mà cùng chủ đề với những người nước ngoài là một cái chuyện đúng, nhưng mà chúng ta cần phải lập thêm những cái hệ thống, ví dụ như là fanpage nè, hoặc là những cái hệ thống khác nữa, để mà chúng ta chia sẻ video chúng ta lên những cái fanpage hoặc những hệ thống mà nó toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh giống như thế luôn. Và đặc biệt nó phải dành cho người nước ngoài, và chúng ta viết ngôn ngữ tiếng Anh đó, nó phải chuẩn nha. Chỉ nếu chúng ta viết mà nó, chúng ta viết thông qua cái vấn đề mà dịch từ Google, đôi khi nó cũng sẽ không chính xác lắm, nên các bạn cần lưu ý ha. Còn mà làm thì chủ đề nước ngoài thì sẽ khó hơn, nên chúng ta cần phải liên tục tập trung chúng ta làm. Tại vì với tiếng Việt chúng ta rất là rành, còn tiếng Anh thì đôi khi chúng ta làm chúng ta sẽ không có hiểu được rõ hơn, và lúc đó chúng ta làm có thể là nó sẽ bị sai ở một chỗ nào đó, chúng ta cần lưu ý. Còn hiện tại chúng ta không nên dùng những cái mạng VPN, VPS để chúng ta phách cái IP đó sang quốc gia đó, vì nó rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến spam trên kênh của các bạn nha. Vì hiện tại YouTube đã đồng bộ tất cả các quốc gia mà có nền tảng YouTube, thì tất cả các tính năng nó đều đồng bộ như nhau cả, quốc gia nào cũng có cả, chứ không phải là riêng quốc gia Việt Nam hoặc quốc gia nào khác. Nên các bạn lưu ý rằng các bạn ở Việt Nam nhưng các bạn làm chủ đề nước ngoài thì cái nội dung đó phải phù hợp với người nước ngoài, nó phải lôi cuốn nữa thì mình mới phát triển được. Ví dụ mình đây nè, bản thân của mình thích xem về văn hóa của Ấn Độ, tại vì sao các bạn, nó lạ và nó thú vị, đặc biệt là những món ăn ẩm thực đó như thế. Còn các bạn làm cũng chủ đề nước ngoài luôn, nhưng mà các bạn không có rõ ràng và không có đánh vào tâm lý của quốc gia mà các bạn đang hướng tới. Ví dụ các bạn hướng về bên Nga, hoặc bạn viết tiêu đề bằng tiếng Nga không, ví dụ như ha. Và đặc biệt rằng là cái nội dung đó nó ấn tượng với quốc gia đó thì các bạn mới phát triển được nha. Rồi, chào anh Tâm, em muốn lập kênh sử dụng hình ảnh AI để làm video dạy cho bé, liệu có khả năng được bậc kiếm tiền cao không anh? Cái khả năng này thì bậc kiếm tiền rất là thấp em nha. Dùng hình ảnh AI mà làm video giảng dạy cho bé thì khả năng bậc kiếm tiền sẽ thấp và sẽ bị cái lỗi là sử dụng lại nội dung. Nhưng cần lưu ý rằng chúng ta vẫn có thể kháng cáo được thông qua chính sách sử dụng nội dung hợp lý giáo dục nha. Nên cần lưu ý rằng chúng ta cần lưu lại video gốc lúc chúng ta đang biên tập video, cách chúng ta dùng như thế nào để mà tạo được những hình ảnh để mà mang đến cái mục đích giảng dạy như thế, thì chúng ta kháng cáo tỷ lệ thành công rất là cao nha. Còn mới đầu bậc kiếm tiền thì chắc chắn sẽ bị sử dụng về nội dung, vì YouTube cho rằng chúng ta đang dùng nội dung ăn cắp. Vì vậy chúng ta chứng minh được rằng là nội dung chúng ta là chúng ta làm là mục đích là giá trị, thì khi đó chúng ta kháng cáo. Thì kháng cáo thì chúng ta coi cái video mình hướng dẫn là cách làm video kháng nghị gửi cho YouTube ấy, thì các bạn sẽ làm ha, và các bạn sẽ có cơ hội được bật kiếm tiền lại ha. Rồi, cho mình xin một like nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào Tâm, kênh mình đã bật 2 lần rồi nhưng vẫn chưa được do lỗi vi phạm chính sách kiếm tiền YouTube, và bật lần thứ 3 vào ngày 2/7/2024 thì vì Tâm hãy cho mình xin lời khuyên sửa kênh hay xóa video. Rồi, có nhiều bạn trước kia các bạn làm nội dung video short và các bạn đang nhận được tiền từ quỹ YouTube short rất là nhiều, vì khi đó YouTube cho phép các bạn đi dùng video của bên nền tảng khác, các bạn up lên YouTube vẫn cho bạn nhận tiền từ quỹ YouTube Shop, YouTube biết nhưng vẫn âm thầm cho bạn tiền để họ thực hiện cái mục đích, đó chính là
lôi kéo nhiều nhà sáng tạo ở nền tảng khác về YouTube, và bây giờ họ được mục đích đó rồi họ loại bỏ đi, thì lúc đó bây giờ chúng ta ngỡ ngàng hoặc chúng ta mất trắng hết kênh chúng ta đang kiếm tiền bình thường, bây giờ là báo là sử dụng nội dung và chúng ta cố gắng để mà chúng ta sửa nội dung để mong được bật kiếm tiền. Thì trước đó các bạn làm sót á, bây giờ các bạn lên rất là nhiều người đăng ký, thậm chí là mười mấy triệu người đăng ký luôn, rất là ngon lành. Và bây giờ các bạn đang muốn bật kiếm tiền lại thì cần như thế nào đây? Chân thành khuyên các bạn rằng nếu như các bạn muốn bật kiếm tiền lại để mà đi đường dài thì các bạn hãy xóa toàn bộ các video đó đi, nhưng trước khi xóa là các bạn để riêng tư, chờ khi nào dữ liệu nó mất sạch luôn các bạn quay vlog, mà quay vlog dạng xịn luôn, dạng thật tới luôn, có mặt xuất hiện luôn, và quay video nào chạy AdWords video đó luôn cho nó có tương tác thật luôn, khoảng chừng một tháng trời liên tục như thế thì các bạn đăng ký bật kiếm tiền lại có thể sẽ bị từ chối tiếp tục. Nhưng các bạn thường là sẽ từ chối với lý do là sử dụng nội dung, và các bạn chuẩn bị một cái video gốc, các bạn kháng nghị là chắc chắn sẽ thành công được. Nên các bạn cần lưu ý nha, và lưu ý rằng đừng để bị xịt quá nhiều lần, YouTube cho auto tự động luôn và không hề xem xét nữa. Nên các bạn cần lưu ý, các bạn mà mới bị xịt lần đầu tiên thôi hoặc lần thứ hai thôi, đến lần thứ ba bạn cố gắng hết khả năng các bạn làm chuẩn thì mới được nha. Đó là dành cho những người bạn nào tâm huyết với kênh đó, muốn mở kiếm tiền lại để nhận được nút kim cương, ví dụ vậy ha. Còn những người bạn nào mà chỉ muốn là có kênh đó để đi sống ảo, đi khoe thì không nên xóa bất cứ video nào cả, cứ để như thế, cứ đăng video đều như thế. Nhưng chia buồn với các bạn một điều rằng bây giờ kênh lớn đó, vài triệu người đăng ký đó, thậm chí là mười mấy triệu người đăng ký đó không dùng để kéo cho bất cứ kênh nào khác khi kênh của các bạn đang bị tắt bỏ nó kiếm tiền. Nên các bạn cần lưu ý nha. Vì vậy các bạn hãy hiểu được rằng là bây giờ cái kênh đó nó nằm trên ảnh đó thôi, nhìn nó thôi, chứ nó không thể nào kiếm được tiền, mà đôi khi nó còn gây hại cho các kênh khác nữa. Nên các bạn cần lưu ý nha. Rồi, anh Tâm cho em hỏi, kênh em từng re-up bị sử dụng lại nội dung, giờ em quay vlog lại từ đầu, video dài và ẩn tất cả các video cũ riêng tư hay không công khai để bật kiếm tiền được vậy anh? Bạn Nguyễn Hải Nhật Duy thì bạn nói là trước đó re-up, bây giờ có sub rồi, bây giờ là muốn bật kiếm tiền thì mình nói các bạn là đó, để riêng tư xong khi đã thấy mất hết dữ liệu thì lúc đó siêu dữ liệu nó mất hết ngay trong cái phần thông tin á, thông tin giới thiệu kênh nó, bạn thấy nó trở về con số 0 hết, nó mất luôn cái phần là view rồi, thì lúc đó các bạn xóa toàn bộ cái video đó đi, xong bạn up vlog lên. Nếu các bạn là nhiều kinh nghiệm hơn nữa, hủy luôn cái AdSense đó luôn ha, hủy luôn cái AdSense đó. Khi bạn đủ điều kiện up video mới rồi, khi bạn bấm đăng ký sẽ báo lỗi ha, lỗi bước 2. Lúc bạn chuẩn bị một cái AdSense nào đó mà sạch sẽ, ngon lành á, bạn nối vào tỷ lệ được bật nó sẽ cao hơn ha, nên cần lưu ý. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem buổi livestream này của mình. Các bạn thấy yêu mến mình cho mình xin một like. Rồi mình xin kết thúc buổi livestream tại đây ha. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình thân yêu của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha.